Hi, chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và như đã hứa tập trước thì tập này chúng ta sẽ tiến vào cái con thuyền này để khám phá xem là bên trong nó có những cái gì. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ lại gặp cái thằng mà cắt bóng tối Moria ở bên trong. Nhưng mà đấy chỉ hên xui thôi, có thể giờ này nó đang đi du lịch với vợ nó rồi. À không, với gấu chứ, thằng này làm gì mà có vợ được. Ok, yeah, bây giờ mình sẽ giúp vào trong thôi, vì mình là người cá mà có lợi thế rất là lớn đó. Ta sẽ bơi qua như vậy, đột nhập vào bên trong này. Wow. Đầu tiên thì khi mà vào trong này ấy, thì chúng ta sẽ phải đi qua một cái nghĩa địa trước, trông khá là ghê đít đó. Cái nghĩa địa này mình sẽ phải đi vòng thôi. Chúng ta ở đấy đã bị chặn mất rồi. Ở dưới này là đất đó, mình sẽ phải đi qua những cái tán cây rừng này, đập bớt rồi đi, vướng víu vừa lêu ấy, chả nhìn cái đường đi đâu cả. Đây rồi, mình đã nhìn thấy cái đường vào rồi. Đó. Trước khi vào cái đấy thì mình sẽ đi xung quanh để tham quan xem nó có những cái gì. Đấy, ngoài là có, đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào một cái nghĩa địa đó này. Đấy. Về rồi, có cả một cái cầu thang lên luôn ạ. Phê vãi. Wow. Sắt kìa. Là sắt không cần lắm. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi chính diện nhá. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào giữa luôn chứ không đi đường tiểu ngạch nữa, chứ không đi đường ngách nữa. Đấy, chơi là phải máu lửa. Và mình có nên đốt rừng không nhỉ? Đốt bớt rừng đi cho nó. À thôi, phải để lại nguyên trạng như này. Mình không muốn phá bỏ một cái công trình như này, để nhỡ mà về sau có người khác vào ấy thì người ta còn có cái để mà tham quan chứ, đúng không? Trong này có không biết có gì không nhỉ? Giống cái bốt điện thoại vờ lêu ấy, như kiểu. Mà chắc bên này trong này không có gì. Rồi. Đó, bên này chúng ta. Ủa, cây trông khá là ghê đấy. Ui con, đất địa ngục luôn này. Bên này là cái gì đây? Bên này cũng thế, không có gì. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ, cửa này, cửa mở sẵn luôn ạ. Chắc là biết là mình đến đây, tốt. Bạn đến chơi nhà là phải mở cửa ra, nhưng mà đừng có thả chó ra được. Thả chó ra là mình sẽ đi về ngay. Mình rất là sợ chó, nhất là mấy con chó to ấy. Mấy con chó bé thì trông đáng yêu, nhưng mà mấy con chó to thì thôi, miễn. Ồ, ồ cái gì cơ? Trông như là thầy giống thằng khổng lồ ấy nhở. Wow, giống vãi. Mình đi vào đây xong mình sẽ ra vào đấy. Đi vào đây trước. Cái này là cái gì đây? À, thánh đường à? Ghê vậy. Cái bọn zombie mà cũng biết cầu nguyện cả. Chắc bọn này sùng đạo lắm nhỉ. Zombie mà cũng đi cầu nguyện nữa. Chắc cầu nguyện để mong sớm được trở thành kiểu zombie đột biến đây mà. Ủa, ở đây có rất nhiều vàng luôn. Tí nữa chắc là mình sẽ quay lại đây lấy sau. Đấy, mình sẽ chỉ lấy những cái cột này thôi. Còn đâu mấy cái mà ở giữa như này hay ở hai bên này mình sẽ để lại, để gọi là trông cho nó được nguyên vẹn cái ngôi nhà này. Đấy, cái thánh đường này chứ mình sẽ không phá đi. Đấy, để người sau đến, để ví dụ như có anh em khác mà cũng tìm được cái này ấy, thì còn có thể vào đây mà lấy vàng nhá. Mình sẽ để lại. Đấy, mình nghĩ cho anh em, mình không một mình đớp tắt đâu, yên tâm. Ok, đi vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ sang bên này. Đi tham quan là phải đi tham quan ở bên ngoài trước. Cái Impedal kia chẳng qua là không có gì bên ngoài nên là mình không đi bên ngoài thôi. Còn cái này có khá nhiều thứ. Cây này chẳng nhẽ là mình đốt sờ đi. Bây giờ mình đang có cái gì đây? Thằng người khổng lồ luôn này. Không được. Đây là cảnh 18 cộng, anh em không được nhìn nhá. Chúng ta sẽ nhìn mặt thằng đấy trước. Đó, đây này. Đây là chính là mặt thằng người khổng lồ đấy. Nhưng bây giờ để xem có cách nào lên bên trên không đã. Không có cách nào lên bên trên cả. Đắng lòng vồn. Không có cách nào để lên bên trên cái chỗ này à? Thì thôi vậy, mình sẽ review sơ qua bên trong. Đấy, đây là phần bộ hạ. Đây là phần ấm chén của anh khổng lồ. Đấy, anh có thể nhìn thấy đây là phần ấm chén của anh khổng lồ. Mặc dù là ấm chén thì có vẻ như là những khi mà xây cái mát này thì cái thằng xây mát đã quên xây bộ ấm chén cho anh khổng lồ rồi. Thật là đáng lòng quá đi. Anh khổng lồ đấy là còn mặc váy nữa này. Thôi chết rồi. Quả này là cú có gai là cái chắc rồi. Không lệch đi đâu được. Ở đây có một cái công trình tàn dư này. Đập cái này đi nhá. Chúng ta đập đi để parkour lên trên ngọn cây. Ok, giờ mình sẽ lên trên này. Đó, mình sẽ nhảy qua đằng kia để chúng ta nhìn rõ mặt thằng khổng lồ hơn. Ấy, nhảy xịt.
Rồi nào, bây giờ cố lên nào. Đây rồi, à, đứng ở đây nhìn này khá rõ hơn đấy. Mình sẽ đứng ra xa xa một chút để cho anh em nhìn cho rõ. Đó, đây là mặt thằng khổng lồ bị trột mất mắt. Còn chỗ này là giống như là nó đang tạo hình cho cái thằng này, nó đang kéo cái cục tạ lên hay sao ấy. Đó, mình sẽ parkour lên trên này xem có gì trong này không. Wow, trong này là nước rồi, chắc là đây là kiểu là cái giếng múc nước rồi. Hay chắc là nhân viên cấp thoát nước đây, của công ty cấp thoát nước. Nghề mới. Rồi, bên ngoài này cũng không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi ở bên trong thôi. Ở bên ngoài này có vẻ hơi nhàm chán. Mình nghĩ bên ngoài này có cái gì hay nhiều mộ lên. Này hơi ít mộ. Tại vì kìa trên cái Thiller Bank ấy, cái con thuyền này gọi là khổng lồ nhá. Nó tên là Thiller Bank. Thì đây là trên cái đảo này là có bốn thằng. Đấy. Một là Moria này. Hai là cái con cái con mà nó có tạo ra cái bóng ma ấy, và một thằng nữa, cái thằng bác sĩ, và hình như là có cả thằng cái thằng gì mà kiểu sư tử ấy, nó muốn cưới Nami ấy. Đấy, có cả thằng đấy nữa. Ok, bây giờ vào bên trong thôi. Wow, phòng nhiều vờ lêu thế này. Ui, toàn đầu người luôn này. Vãi trưởng. Đấy, mình sẽ đi lên cầu thang này trước, có cái gì đi luôn. Đấy, lại thằng nào xây cầu thang rất là khốn nạn, tí nữa thì mình lao người rồi. Có bàn enchant luôn. Con vờ lêu, à đấy, đây là ra ngoài hành lang rồi. Không có gì ngoài này hết. Wow, sách xiếc các thứ này. Nên la liếm em không nhỉ? À thôi, kệ. Mấy cái này cũng chả cần lắm. À, mình sẽ... đây là chỗ nào nhỉ? À, cái chỗ hành lang bên kia. Mình sẽ đi hết nhà chính trước, rồi chúng ta sẽ sang hành lang sau. Chứ nếu mà cứ đi lung tung như này thì chắc không đi hết được cái chỗ nhà này mất, tại vì nó quá rộng. Ok. Vườn hoa sinh thái luôn ạ. Hay, hoa bướm đĩ đời vãi. Mình cứ tưởng bóng ma chắc nó thì kiểu suốt ngày sắc người với cả sắc sống thôi, ai ngờ nó cũng có hoa nữa. Khá là yêu đời đấy. Mình sẽ lên trên thôi. Trên này không biết có gì không nhỉ. Cao phết. Nhưng mà cái chỗ kìa. Đây là cái dương ở đâu. Đây là cái máy. Cái buồng của nó. Trên này không thấy gì cả, khách đến chơi nhà mà chúng nó đi đâu hết rồi, không thấy ai ra tiếp đón cả. Có dương này, ngon. Mở ra xem có gì không. Cái dương này không mở được à? Thôi phải đập đi rồi, đập đi mới mở được. Ngon, thôi lấy luôn đi, mình không là ngoằng nữa. Cái dương nữa, cái này. Nhưng mà sao trong này không có trả quỷ nhỉ? Nó cho mình một đống dương luôn này. Có một đống dương trong này thôi. Chắc là bọn này kiểu như là chúng nó tích chữ dương trong trong này hay sao ấy. Thêm một đống dương luôn, không thấy một cái, không cho mình một trả quỷ nào. Bọn này keyboard vờ lêu, không giống như Impedal cho mình một đống trả quỷ ngon, nhưng cái này thì ngược lại, nó cho mình một đống dương luôn. Không biết nhiều dương này, không biết tí nữa mình có đủ chỗ để mang về không nữa. Mấy cái rồi, 9 cái luôn, 9 cái dương luôn. Đã trưởng. Chắc là ở tập sau chúng ta sẽ có một tập đại tiệc dương ấy, mở dương liên tục luôn. Đại tiệc trả quỷ. Mình thề là với 9 cái dương này mình phải có ít là được 2 đến 3 trả quỷ. Đâu nhỉ? Cái vườn hoa sinh thái đâu rồi? Đây, bây giờ chúng ta sẽ sang vườn hoa sinh thái. Vãi cả treo tranh có tính nghệ thuật ở đây đấy. Nhưng mà toàn treo đầu người này trông ghê bồn. Đây rồi, đây chính là vườn hoa sinh thái. Đấy, ngoài sắc sống ra thì mấy anh này cũng có thú chơi gọi là cây cảnh. Khá là tao nhã đấy. Các hoa hướng dương luôn ạ. Đây, hoa hồng thể hiện cho tình yêu. Ok, đi vào trong nào. Có đường lên này. Thôi, tí nữa mình sẽ lên. Có đường xuống này. Chúng ta sẽ xuống dưới trước. Dưới này. Như kiểu đây là phòng thí nghiệm ở bên dưới anh em ạ. Đây này. Những cái này như kiểu là để ấp, máy ấp sắc sống. Wow.
hơi tối, mình lại không mang cái đuốc nào đây cả. Cho La Liếm một ít đuốc đi. Ok, mình sẽ lấy một ít, còn cái phòng này để vào sau. Rồi đi xuống dưới trước cái đã. Dưới này có vẻ nhiều thứ phê lòi hơn đấy. Ui, cứ tưởng ngã chứ. À, cái chỗ này, hình như chỗ này mình vừa đấy ở đấy đúng không? Đúng rồi, mình vừa ở đấy sau. Nào, nổ đèn lên nào. Còn một cái nữa. Holy shit. Ủa, phê phết. Cái chỗ này, mình thề đây là phòng thí nghiệm rồi. Cái này nữa đi. Đó, chuẩn phòng thí nghiệm luôn, như kiểu là chúng nó sẽ tạo ra những cái xác sống ở đây ấy. Đấy, đây này. Đây là cái nơi mà để đứng từ trên cao nhìn ấy. Đấy, nhìn quan sát bên dưới những cái cỗ máy. Holy shit. Ồ, may quá mình đến đây đúng lúc mà không có ai ở nhà. Chắc không thì chắc mình bắt nhốt làm này xác sống rồi. May vồn. Ồ, còn đây là... đây là chỗ nào nhỉ? Ai à? Holy yeah. À, holy shit. Chỗ này đó, nó sẽ đi đây. Đợi đi xong phòng này thì mình sẽ đi sang bên đấy nhá. À, chúng ta sẽ không đi cầu thang kia nữa. Đi cầu thang bên ngoài cho chất chơi. Đây gì đây? Piano à? Ồ, có là piano cơ. Ghê không? Đây là chuẩn luôn piano rồi. Mình sẽ đánh một vài bản nhạc cho anh em nghe nhá. Tăng 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 tăng. Thôi xong rồi đấy. Ui, chỗ này nguy hiểm thế nhỉ. Chỗ này không có kính à. Nhớ mà đang ngắm cảnh lộn cổ dưới chết thì sao? Chỗ này nữa. Ghê vồn. Rồi, rồi mình sẽ... trong lúc đấy mình sẽ lấy một ít đuốc. Ok, ngoài đây như kiểu là... đây rồi, đây chuẩn là phòng thí nghiệm rồi. Đây là cái bàn thí nghiệm ở trên này. Đó, bàn trên phê thuốc. Đây giống như gọi là cái này hút si sa ấy. Giống rất là giống luôn. Chắc là mấy anh em đây nghiện ngập đú đởn lắm đấy. Moria chắc là kiểu cầm đầu ấy. Đó. Lại dương. Cho mình một tráng ác quỷ nào cả. Ôi cái này thì không có gì luôn ạ. Ôi cái này cũng không có gì này. À đấy, lại dương. Một đống dương. Vâng, lại dương. Ui, lại dương. Ôi cái này không có gì luôn. Ôi, lại dương này. Vâng, chìa khóa. What the hell? Ủa lắm dương nhỉ? Quá nhiều luôn đấy, bọn này như kiểu nó buôn dương hay sao ấy. Nó đi cướp dương của mấy thằng hải tặc ở ngoài biển ấy. Xong chúng nó cất chữ ở đây. Nhìn này, từ nãy giờ mình lấy được một đống luôn này. Ủa, nhiều vồn. Biết thế này mình đến đây trước còn hơn. Đỡ phải đi cướp thuyền làm gì cho nó mệt. Oh, bây giờ mình sẽ lên. Đi lên trên này. À, mình sẽ đi lên thẳng trên này luôn. Ồ, cũng khá là phê đấy anh em ạ. Cái chỗ này có nhiều chỗ chơi phết. Còn mấy cái kia, mấy cái này mình cũng vẫn còn chưa đi luôn này. Đây, mấy cái ở cuối này mình vẫn còn chưa đi luôn. Đó, mình sẽ trèo lên trên này để xem có gì không. Đó, con thuyền này cũng khá là kinh khủng đấy. Không phải dạng vừa đâu. Và từ nãy giờ mình đi như kiểu hòn đảo bên trong ấy. Làm sao mà chúng nó có thể xây dựng được một con thuyền to như này chứ. Kỹ thuật cao phải gọi là tân tiến. Chỗ này là để đi ra. Ui, ui, may vồn. Tí nữa thì quẳng anh em ạ. Tí chết luôn. May vãi, may mà có cây ở dưới chứ không thì mình chết rồi. Ôi ghê vãi. Thế thôi bây giờ mình sẽ đi đến chỗ này tiếp. À đấy, mình vừa mới phát hiện có một chỗ nữa. Đây, chúng ta có một cái chỗ nữa ở chỗ này. Đó, đây giống như kiểu là một cái cổng mới của nó. Và có một cái bảng giới thiệu ghi là Tiller Bank ở đây. Đó, đây là tên cái con thuyền này. Và đây là tên cái nơi trú ngụ của Moria và đồng bọn. Với những cuộc gọi là hút cần thâu đêm suốt sáng luôn. Đây rồi. Đó, mình đã tìm được cái chỗ đấy. May quá vừa nãy rơi xuống. May mà có cái đường ngay bên cạnh mình đỡ thì vòng nhỏ. Ok, nào lên thôi. Đó, đây này, đây còn đây là cái đó, cái thuyền buồm của nó. Đây là chữ bank. Hình như không phải là chữ bank mà là Brack. Brack, Tiller Brack. Hay là cái gì đó. Kệ đi, đừng quan tâm đến nó. Quan trọng là chúng ta đi hết chỗ này để còn La Liếm nốt những cái dương còn lại. Biết đâu đấy đã có thêm được vài cái dương nữa. Và mấy cái nhà kia mình đã đến chưa nhỉ? Hình như chưa đến đúng không? Wow, chỗ này nhiều chỗ khám phá vồn. Đây là có đường lên luôn. Nấc thang lên thiên đường à? Oh yeah. Oh yeah.
Ồ, đây là cái phòng, đây là có đường cầu thang đi xuống dưới này. Mình nghĩ đây là phòng của Moria. Đó, tại vì nó có cái kiểu cái ghế ngồi đây. À, nếu như so mình với cái ghế này thì mình bé hơn rất nhiều đúng không? Và cái thằng Moria đấy thì nó cũng khá là bá đạo. Rồi cái số đo vòng 3 phải hơn, gọi là kim siêu vòng 3 ấy. Phải gọi cái thằng Moria bằng cụ luôn. Mông rất to nhưng mà được mỗi cái, nhưng mà cái đầu lại bé. Người trông như cái quả bowling ấy. Ồ, có đây là gì? Bể bơi à? Phòng tắm luôn à? Ghê khớm thật. Phòng tắm nó còn thiết kế cái thác nước nữa, hơi bị sành điệu đấy. Còn đây là bồn sảnh này đúng không? Ok, đi tiếp nào. Ồ, ở đây chúng ta sẽ có. Đây rồi, đây rồi. Đây chính là cái nơi mà để giam giữ thằng khổng lồ anh em ạ. Chính là nó, đây này. Bên bên này là hai cái xích đấy, hai cái xích bằng đá biển hay là bằng hắc lâu thạch hay là cái gì nhỉ? Mình quên sửa tên rồi. Đấy, để giam giữ nó. Và nhìn cái chỗ rộng rộng này là biết là để gọi là nơi giam giữ cái xác của cái thằng khổng lồ ấy. Đầu tiên ấy là ý định của Moria sau khi mà Luffy vào đây là cắt bóng của Luffy và ghép vào cho cái thằng người khổng lồ đấy. Thì Moria nó có thể điều khiển được cái bóng, nhưng mà thì sau khi mà ghép vào cái thằng khổng lồ đấy rồi ấy, thì Moria sẽ điều khiển thằng khổng lồ đấy và đánh chiếm thế giới, như kiểu là để làm bá chủ thế giới ấy. Tại vì thằng khổng lồ đấy ngoài cái sức mạnh về thể chất, tức là nó khổng lồ ra ấy, nó bá đạo ra ấy, thì kết hợp với cái bóng của Luffy, tức là với sức mạnh của Luffy nữa, thì không biết là còn bá đạo như nào luôn. Wow, đấy rồi, đây là phòng bên bên trên của Moria. Chúng ta đi xuống phòng bên dưới. Đó, bên dưới cũng có một cái phòng nữa. Ồ, chỗ này đẹp phết, view đẹp phết. Đấy, bên dưới lại cũng có một phòng nữa. Ngoài trông màu mè nhỉ. Chắc là chỗ này là phòng của con gái rồi. Đây là giường ngủ đúng không? Ồ, giường ngủ xong rồi có cả cái gì đây? Có cả gì bên cạnh đây? What the hell? Đây là chỗ gì? À, đây là chuồng nuôi chó. Đúng không? Bé bé như kiểu chuồng nuôi chó bên cạnh. Rồi đi ra ngoài xem có gì coi. Ôi da, mình phải cẩn thận không là ngã lộn cổ rồi vỡ mặt ngay. À, đây rồi, đây là cái buồng của nó. Không biết có đi lên được trên này không nhỉ? Mình phải đi vòng vòng quanh quanh chơi chơi trước. Ồ, không đi lên được rồi, mình cứ tưởng đi lên được cái đấy cơ. Ồ, không sao. Đi xuống. Ờ, ta sẽ đi vào trong và khám phá nốt. Tính ra thì con tàu này ngoài cái to ra thì cũng chán, bên trong không có gì, mình vẫn khoái là cái Impel hơn. À, Impel rất phê luôn. Và có một số anh em nói là mình sẽ đi vào tổng bộ hải quân đấy, tức là cái Marine Marine Fort thì đúng không? Thì cái tổng bộ hải quân là nơi gọi là đã hành hình AC Acer, nên là chúng ta sẽ có thể thôi nhá. Cái tổng bộ hải quân đấy thì có thể là mình sẽ vào thôi, tại vì đầu tiên là tìm được nó rất là khó, mình không hứa trước mình có thể tìm được nó đâu, nên là nếu như tìm được thì mình sẽ vào thôi, chứ còn là mình sẽ không hứa trước là mình sẽ đi vào đấy ở tập nào. Đó, nói chung là cái đấy là hên xui thôi. Phòng mạnh đẹp phết đấy chứ nhỉ, không biết đây. À, đây rồi, đây là phòng ngủ. Mình nghĩ ở trên không phải phòng ngủ đâu, mà bên dưới này mới là phòng ngủ đúng không? Có cái giường này, có giường, xong có cả gối gối ôm các thứ nữa, xong rồi màu sắc như này cũng có thể đây là phòng của cái con có bóng ma ấy, tại vì nó là con gái mà. Đấy, nó là con gái thì những cái phòng này màu sắc các thứ nó sẽ lòe loẹt hơn đó. Ô, xong ở đây có cả ấy luôn này. Ô, có cầu thang xuống luôn ạ. Đây này, đó, nó có trang trí như này khá là phê. Rồi, ok, và hiện tại bây giờ thì mình đang ở trên cái cột cờ cao nhất. Đấy, nhưng nhìn thấy nó cao đến cái mức độ mà nhìn xung quanh không thấy gì luôn. Cộng với nữa là mình cũng đang để tầm nhìn khá là ngắn. Thì ấy, lại nói tiếp về cái vụ im cái vụ tổng bộ hải quân nhá. Thì nói chung là trong cái One Piece này thì mình cũng có khá là nhiều dự án. Và cái dự án tiếp theo của mình sẽ là đi vào Destaroza, cái đấu trường mà Luffy ấy đã để chiến đấu để giành lại trái Mera Mera, với cả cái ở ở cái nơi đấy mà Luffy đã gặp lại Sabo ấy. Thì có thể là những cái tập tới mình sẽ đi vào đấy để chúng ta khám phá xem bên trong có gì không, xem có gì hay ho ở bên trong không.
đấy, một số dự án hoặc là đi vào Water 7 này, Water 7 ấy, hay là đảo lên đảo trên trời các thứ, rồi vào cái gì nhỉ, núi băng nhiều lắm, có khá là nhiều thứ, nhưng vấn đề là đó cũng chỉ là dự án thôi. Tại vì vấn đề là dự án là một chuyện, nhưng thực hiện được hay không là một chuyện khác. Tại vì nó cơ bản là chúng ta sẽ phải đi tìm nó, và đi tìm thì nó rất là hên xui đấy. Và mình cũng đã may mắn mà tìm được những cái này rồi. Đây là những cái kia thì mình không thể hứa trước được, nên là mình thì mình chỉ nói ra cho anh em thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới. Đó. Mặc dù chúng ta đang ở bên trên cột cờ cao nhất, nhưng mà mình sẽ đi xuống dưới như này. Ồ, xem có gì không. Chúng ta sẽ đi xuống cái gọi là cái cánh buồm to nhất luôn. Đây đây đây. Đó, bây giờ mình nhảy xuống đây không chết đâu. Rồi, mất nửa bình máu luôn ạ. Ui, cẩn thận chút, chỗ này mà ngã xuống là oẳng đấy. Đấy, thì đây là cái cánh buồm bá đạo nhất luôn. Trên này là có cái logo của cái con tàu đấy. Ui, chết rồi. Không sao, tí nữa mình sẽ đập cái này để trèo lên vậy. Mình sẽ liều mạng nhảy xuống sát sát cái ven này một chút. Ok, chắc đây là của chỗ này là sát nhất luôn đấy. Rồi, đứng ở đây kết thúc video này mình cứng nè. Ok. Và từ chưa rồi, đứng lệch rồi. À không, mình đang đứng đúng ấy chứ. Rồi, ok. Và video này mình sẽ tạm dừng ở đây. Nếu như anh em có thể thích series, hãy like và subscribe channel, đăng ký channel của mình nhé. Ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye.